Buổi tối lý tưởng của bạn là gì? Hẳn là được có một mái ấm để về, có người thân của mình trong mái nhà ấy, là bố, là mẹ, vợ hoặc chồng, hoặc người yêu, hoặc con cái. Rồi chúng ta ăn chung với nhau một bữa cơm, rồi sau đó trò chuyện hoặc hỏi han hoặc chăm sóc cho người này người kia. Hoặc bố và mẹ cùng con hỗ trợ nhau học hành, làm việc. Sau đó, mỗi người cũng có những góc riêng và thời gian riêng để làm điều mình thích. Ví dụ như đọc sách, nghe nhạc, uống trà, ngồi học Phật pháp, đánh đàn, xem phim, vân vân. Có ai mà đang không theo cái lịch trình như vậy không? Tôi cũng 42 tuổi, ở cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc, thì thấy rằng nếu mà được như vậy nữa thì còn gì hơn nữa đâu đối với một kiếp người. Hôm trước lúc tan làm, khi việc công sở cơ bản đã hoàn thành mà không bận bịu thêm đến mức phải mang việc về nhà, cũng không phải ngày tôi phải trực ca tối, thân thể thấy nhẹ nhàng, tâm trạng thấy thảnh thơi. Lúc đó mới nhận ra sâu sắc hơn rằng nhỉ, chúng ta còn tìm cầu gì hơn những thứ như vậy. Hạnh phúc viên mãn của mỗi mỗi người đẹp nhất cũng chỉ đến thế thôi, có phải không? Giả sử bạn nghĩ rằng cái hạnh phúc cá nhân gia đình đó liệu chăng có quá bé mọn hay không, thì tôi cho là không. Chúng ta chẳng nên và chẳng thể đem so sánh một trạng thái tâm hồn mà ai đó đang hạnh phúc là bé mọn hơn so với một cái hạnh phúc khác nào đó gọi là to lớn hơn đâu. Chúng ta cũng đừng bị ám ảnh và hiểu nhầm như tôi đã từng hiểu nhầm về câu thơ của Chế Lan Viên rằng lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Bạn thử nghĩ mà xem, dù là ở thời loạn hay thời bình, chúng ta cũng ngày ngày phải lo kiếm cơm gạo, lo cho mưu sinh mà thôi. Nhưng tối về, ta nắm tay bố hoặc mẹ ta, nặn nặn rồi nói cười trêu đùa với bố mẹ mà đã già rồi. Theo bạn thì việc đấy, cái hạnh phúc gọi là nhỏ bé ấy, có lớn lao không? Quá lớn lao ý chứ, đúng không? Tôi chẳng mấy khi làm được như thế. Với tôi, đấy là mẫu hình của một người con rất vĩ đại, rất hiếu thảo. Các bạn thì sao? Còn giả sử nếu một người nào đấy có khát vọng lớn làm việc này việc kia cho đời, chúng ta thường gọi đấy là hạnh phúc to, tức là vượt lên trên hạnh phúc cá nhân, thì chúng ta cũng thử nghĩ xem, rất có thể những người đấy đúng là ít thời gian dành cho gia đình, ít thời gian dành cho bản thân, nhưng cái tâm thế và tình yêu của họ, tâm hồn của họ, khi mà họ ngơi công việc, sự nghiệp để ở bên người thân, khi ấy chắc chắn tâm hồn, tâm trí của họ cũng luôn trọn vẹn với những người thân yêu của mình. Vì cái cách họ sống như vậy, tôi xin thú thật với bạn rằng tôi nhìn nhận thấy, nhận ra rằng quá khứ của mình thường ít trọn vẹn với gia đình, với chính bản thân tôi, với chính thời gian hiện tại mà tôi đã từng trải qua. Vì như vậy nên bây giờ tôi thấy cái hạnh phúc trọn vẹn trong hiện tại
thực sự là sâu sắc và đáng quý. Nên tôi thấy rằng nếu ai đang có một quy trình buổi tối lý tưởng như lúc đầu tôi nói, thì thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Người ấy đang có một cuộc sống vô cùng sung túc và hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng những người ấy họ cũng chẳng bao giờ tìm cầu vọng tưởng cái gì nữa đâu. Cuộc sống của họ rất là êm đẹp. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ với họ rằng dù vậy, những cám dỗ và những lôi kéo hấp dẫn từ mạng xã hội, từ những kết nối ảo, những kết nối toàn cầu nó rất là mạnh. Họ hãy luôn tỉnh táo để giữ và phát triển nếp sống của mình cho thế hệ mai sau. Đừng chủ quan. Trong một bài kinh, Đức Phật chỉ ra rằng có một hạng người là hiện tại không âu sầu buồn khổ gì cả, tạm gọi là hạng người đã có đủ. Nhưng nếu họ không tuệ tri, tức là không sáng suốt nhận rõ cái mình đang được hưởng quý báu đến thế nào, thì cũng rất có thể có nguy cơ đánh mất cái sự tốt đẹp ở trong thân tâm mà họ đang có. Cho nên cái sự tuệ tri hay là sự sáng suốt là vô cùng quan trọng. Tôi có đến chùa Tiêu ở Từ Sơn, Bắc Ninh, cũng là trong lúc tâm thế rất sáng trong, rõ ràng. Tôi đọc được một số câu kinh, câu kệ mà sư thầy đã in và treo ở các lối đi. Khi tôi chia sẻ cái bức ảnh đấy, những bức ảnh đấy lên mạng, bạn bè có người vào thả tim. Tôi hiểu rằng các bạn của tôi với nếp sống và nhịp sống tương tự như mình, họ cũng đã cảm nhận được, giác ngộ cái điều đấy giống như tôi vậy. Mấy câu đó là được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Đấy, những cái rất là bình thường thì đấy chính là phước đức lớn nhất đấy. Tôi đọc lại nhé. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Hoặc có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Kinh Phước Đức. Hoặc sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chính là phước đức lớn nhất. Tôi biết tôi đã và đang còn nhiều lúc, cũng như các bạn vậy, chúng ta còn dành nhiều thì giờ đi tìm kiếm những cái thừa thãi ở trên không gian mạng. Tôi không cực đoan đến nỗi rằng bảo chúng ta tuyệt đối không nên online vào buổi tối, không nên lên mạng xã hội. Nhưng bạn hãy nhìn lại xem, chắc chắn có rất nhiều thứ chúng ta tìm cầu vô nghĩa, thừa thãi vào buổi tối mà ta không nhận ra. Lâu dần nó thành thói quen, thành nếp sống. Cái thói quen ấy đạo Phật gọi là sự huân tập, tức là nghiệp. Nghiệp chỉ đơn giản vậy thôi. Đúng là thật khó để thay đổi những thói quen thừa thãi không tốt và có hại. Cũng tương tự như vậy, rất khó để tạo lập thói quen tốt, có lợi. Vậy thì vì sao tôi chia sẻ những điều ở trên? Vì tôi biết với hiểu biết của mình rằng sự tự nhận rõ bản thân, hay thuật ngữ Phật học gọi là chánh niệm, hay là tỉnh thức, hay là tỉnh giác, hay là có trí tuệ, hay là sáng suốt rõ biết, tất cả đều cùng một nghĩa. Cái sự
Tự hiểu biết về bản thân này là rất quan trọng. Chúng ta biết rõ tình trạng của mình đang như thế nào về thân thể và về tâm trí. Chúng ta luyện tập dần dần nâng cao cái khả năng nhận biết này thì đích thực là học trò của Đức Phật. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.